Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm tiếp tục chia sẻ một trong những món ngon cho bữa tiệc gia đình, đó là món bò tái chanh. Thì bò tái chanh này làm rất là đơn giản và nhanh nữa, và vô cùng hấp dẫn để dùng làm món khai vị, vì cái vị chua chua ngọt ngọt ăn rất là bắt luôn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bò tái chanh với Diễm nha. Ở đây Diễm có 400ml nước thiệt là lạnh, nếu mà không có nước lạnh thì mình cho nước đá cục vào. 1 muỗng canh đường cát, 1 muỗng canh giấm. Giấm này Diễm sử dụng giấm 7%. Mình khuấy ra cho đường giấm nó tan đều hết. Rồi bây giờ mình đi sắc củ hành á, mình cho vào mình ngâm. Thì Diễm dùng là 100g củ hành ha, tùy mình thích nha. Diễm thì Diễm thích cắt cho nó hơi to to tí xíu á, để khi mà mình ăn trúng miếng củ hành nó giòn, nó rất là ngon. Thì cái độ dày của nó khoảng từ 3 cho tới 4mm ha. Mình cắt xong á thì mình ngâm vô cái phần nước giấm đường này trong khoảng 1 tiếng nha. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần thịt bò. Ở đây Diễm có 500g thịt bò phi lê. Thịt bò mình mua về mình rửa cho thiệt là sạch, sau đó mình dùng giấy nhà bếp mình lau cho nó khô ráo. Rồi mình xem cái chỗ nào có gân hoặc là mỡ thì mình cắt ra mình bỏ hết ha. Sau khi lạng hết bỏ cái phần mỡ hoặc là gân dư thì mình kiếm cái thớ thịt ha, mình sẽ cắt cho nó ngược với lại cái thớ thịt thì cái miếng bò của mình nó mới mềm. Và mình lưu ý là mình cắt cho thiệt là mỏng nha. Nếu mình ở Na Uy thì mình sử dụng thịt bò Indre Filet hoặc là thịt bò non có bán ở trong mini, mình làm món này ngon lắm. Mình đi chuẩn bị cái phần gia vị để mình trộn thịt bò. Ở đây Diễm có 30g củ hành, mình cắt nhỏ ra. Về tỏi thì mình đập cho nó dập ha, như vậy nó mới thơm. Tỏi thì 20g. Sả thì Diễm dùng là 50g, mình cũng dần ra như vậy nó mới thơm. Mình đi chuẩn bị cái nước cốt chanh luôn, thì mình dùng khoảng 2 trái chanh to đó, mình vắt nước ra mình để sẵn luôn. Mình có thể dùng chanh xanh á, hay là chanh vàng, Diễm thấy đều ngon. Bắt một cái chảo to lên bếp á, Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu. Cái này Diễm dùng cái dầu hành á, tức là cái dầu mình lấy từ cái hành phi á. Rồi mình cho hành, tỏi, sả vào và mình bật bếp lên. Mình đợi cho tới khi mà mình thấy cái dầu nó sôi á, thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình ha. Và mình xào cái phần hành, tỏi, sả này trong khoảng từ 3 tới 5 phút. Khi mà mình thấy nó thiệt là thơm luôn á, thơm thiệt thơm, và nó có thể nó hơi vàng một chút cũng được nữa. Đó, mình lâu lâu mình đảo đều ha. Thì lúc này á, mình cho vào 100ml nước nha. Và mình cũng để ở cái lửa trung bình luôn, mình nêm vào 2 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Mình đảo lên cho đều ha, và mình để cho cái hỗn hợp nước này nó sôi ở cái lửa trung bình nha, 1 phút. Cho cái gia vị nó thấm, nó thơm á. Sau 1 phút á, thì Diễm sẽ chỉnh lên cái lửa lớn nhất và Diễm cho thịt bò vào. Cho thịt bò vào thì mình đảo thiệt là nhanh tay ha, trong vòng khoảng cỡ từ 30 cho tới 45 giây. Khi mà mình thấy cái thịt bò mình nó tái khoảng 1 phần 2 á, hoặc nếu mà mình thích ăn nó tái hơn thì mình làm khoảng cỡ chừng 30 giây á là mình nhắc khỏi bếp. Đừng có làm nó chín quá thì nó sẽ bị dai và nó không có còn cái vị ngọt á. Nhắc khỏi bếp thì mình cũng đảo đều khoảng 15 cho tới 30 giây để cho cái thịt bò này nó nguội bớt. Sau đó Diễm sẽ cho vào cái phần thịt bò này 3 muỗng canh nước cốt chanh mà hồi nãy mình vắt ra mình để sẵn đó. Mình đảo thiệt là đều tay cho tới khi mà mình thấy là không còn cái phần mà thịt đỏ tươi á, thịt bò nó đã tái hết á. Thì lúc này á, cái thịt bò mình sẽ đổ ra, mình không có ngâm trong nước gì lâu quá nó cũng bị dai á. Đó, Diễm lấy một cái rây và Diễm đổ cái phần thịt bò này ra. Sau đó mình sẽ gấp cái phần sả, tỏi, hành ra mình bỏ ra riêng nha. Và mình để cho cái phần thịt bò này nó thiệt là nguội ha, tại vì nó còn ấm á, mình trộn vào rau củ nó không có ngon. Bây giờ Diễm đi pha cái phần nước trộn, thì Diễm có 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước cốt chanh và 2 muỗng canh nước mắm. Diễm nêm như vậy thì Diễm thấy rất là vừa với khẩu vị nhà Diễm, nhưng mà nếu mà nhà mình nên nêm từ từ ha, để tránh cho nó bị mặn hoặc là nó bị ngọt quá. Đó, mình khuấy lên cho thật là đều.
Thịt bò sau khi mà đã nguội rồi á thì mình cho nó ra một cái thau hoặc một cái tô lớn ha, và mình cho cái phần nước trộn gỏi vào. Diễm thì Diễm cho hết vào luôn, còn nếu mà mình sợ mặn thì mình cứ cho từ từ và mình trộn lên cho thiệt là đều luôn ha, khoảng 1 cho tới 2 phút á cho nó thấm đều hết nó mới ngon. Sau đó mình cho cái phần củ hành tây á mình đã ngâm nước giấm đường vào. Ở đây Diễm có hai cái trái ớt, Diễm cân được 40 gram. Mình sẽ cắt ra và mình bỏ cái phần hạt ở bên trong. Tùy mình thích ha, mình có thể cho trực tiếp cái ớt này vào trong cái tô gỏi hoặc là mình ngâm cái ớt qua nước lạnh á, tại vì Diễm làm cho bít tu nó ăn nên Diễm ngâm qua nước lạnh cho nó bớt đi cái vị cay á. Thật ra thì ớt này nó cũng không có cay lắm. Cái này là tùy mình chọn ha. Diễm thì Diễm ngâm nước khoảng 30 phút á, rồi Diễm vớt ra Diễm cho vào. Rau thơm để cho vào bò tái chanh á, thì mình sử dụng ngò gai nè, đá quế và húng cây. Diễm tiệm húng cây không có thì Diễm sử dụng húng lủi. Nếu mà có húng cây mình nên dùng ha, tại Diễm thấy á, thịt bò mà ăn chung với húng cây ngon lắm. Rau thơm á, thì mình lưu ý là mình không có nên cắt cho nó nhuyễn quá. Diễm cắt á, cái độ dài nó khoảng từ 2 cho tới 3 cm á, thì Diễm thấy vừa. Mình cắt nhỏ quá mình cho vào gỏi á, mình trộn nó dễ bị dập. Ở đây Diễm có 40 gram đậu phộng rang vàng, mình dùng cái chài á mình giã cho nó vừa nhuyễn thôi, đừng có nhuyễn quá. Đó, như vậy thì Diễm thấy được nè, mình ăn trúng miếng đậu phộng á nó mới ngon. Sau đó mình cho 2/3 cái phần đậu phộng mà mình đã giã dập này vào, mình chừa lại tí xíu để mình trang trí đó. Và mình trộn lên á, Diễm lưu ý là mình không có nên trộn quá là lâu, mình chỉ trộn khoảng 15 cho tới 30 giây cho nó vừa đều là được. Món bò tái chanh này á, thì khi nào mà mình ăn á, thì mình hãy trộn á, chứ mình đừng có nên trộn trước nó không có ngon. Mình cứ chuẩn bị hết tất cả những cái nguyên liệu đi, khi mà có khách tới hoặc chuẩn bị ăn á, thì mình trộn nhanh lắm. Sau khi múc ra dĩa rồi thì mình cho đậu phộng và hành phi á, rang vàng lên, có tí hành phi thì nó thơm hơn. Món bò tái chanh này á, mình ăn không cũng ngon, hoặc là mình có thể ăn chung với bánh phồng tôm ha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những dĩa bò tái chanh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn của là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.